Xin chào các bạn nha. Tối nay tôi lại đi dò các con đường trên thành phố Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem đây. Đây là con đường Trần Hưng Đạo. Đây, con đường Trần Hưng Đạo. Đây, khách du lịch đến con đường Trần Hưng Đạo để chiêm ngưỡng nha. Chiêm ngưỡng rồng phun lửa phun nước nên rất là đông. Mặc dù tối nay Đà Nẵng nước Đà Nẵng gió rất lớn và lạnh nữa, nhưng khách du lịch vẫn cái đến đông, rất đông. Có du thuyền mà dưới sông để xem đi dạo và xem rồng phun lửa uống nước thì không được, không chạy không đi được bởi vì gió quá lớn. Gió bắc ảnh hưởng đến Đà Nẵng rất là lớn các bạn, gió rất mạnh. Hôm nay tôi sẽ đi con đường Trần Hưng Đạo này tới cầu sông Hàn. Tôi chưa qua cầu sông Hàn là tôi bật lên nha đường trên cầu tôi về đường Lê Duẩn đó. Gió rất mạnh ấy. Đây là cầu sông Hàn. Thank you.
đây. Đi qua đây là cầu đường Lê Dũng rồi. Đường Lê Dũng. Hiện tại là 9 giờ 15 các bạn ạ. Đường Lê Duẩn. Đường Lê Duẩn 9 giờ 15, 9 giờ 20 rồi. Qua tới xe là đường Lê Duẩn này buôn bán này yếu lại rồi. Không đông người như trước Tết nữa.
Phía trước đây là cầu cầu vượt ngõ Bò Hê. Tôi đi tặng thứ hai rồi, cầu vượt ngõ đi tặng thứ hai, cầu vượt ngõ Huế. Mới về tôi về đường họ thì lo họ thì lo này nha, phải đi tầng hai. Nếu mà đi về đường sau năm tháng thì đi thẳng tầng thứ ba. Đây là đường Hoàng Thị Lan. Rồi, đường đó thì là phía bên tầm hải tôi thấy các bạn thấy số quân nhậu sống rực rỡ luôn.
những phố nhậu sáng rực rỡ. Đây là đường Hoàng Thị Lan đây các bạn nha, đường Hoàng Thị Lan từ phải 9:30 10 giờ kém rồi. Đây là đường Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Sắc về đêm, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu về đêm. Đây là đường Ngô Thị Nhạc, Ngô Thị Nhạc.
thể nhặt về đem. Chà, còn nhạo, nhạo một cái ba nè. Đường con nó khá đây là đường ống cơ rồi, đường ống cơ rồi. Đây chờ có khách nha, bạn thấy đông đông ngạt không, đông người, đông người buôn bán giờ chờ còn đông người không bán. Rồi thôi, video của tôi đến đây kết thúc, hẹn các bạn video sau nha. Thôi xin chào, chào các bạn.